Xin chào mọi người, đây là cái vlog muốn chia sẻ về chuyến đi Vũng Tàu của mình bằng phà vượt biển Cần Giờ. Thì đây là cái phà biển mà đã được đưa vào hoạt động đầu tháng 1 năm 2021 rồi. Cũng khá là lâu rồi Vinh không có đi Vũng Tàu, cho nên hôm nay Vinh sẽ đi đến Vũng Tàu bằng một con đường khác để xem thử trải nghiệm của nó như thế nào. Thì điểm xuất phát của Vinh là ở Sài Gòn quận nhất và theo chân hai con mắm này đi ra đường Huỳnh Tấn Phát. Sau đó mình sẽ qua phà Bình Khánh và di chuyển đến đường rừng sát Cần Giờ. À, nếu đi tuyến đường mới này thì mình sẽ đi qua hai phà nha. Một phà Bình Khánh là phà đầu tiên và phà thứ hai là phà biển Cần Giờ. Bây giờ thì mình đi thử nha, để xem cung đường của nó như thế nào nè. Đi thôi. Mình bắt đầu lúc 7:45 do là ngủ quá ngủ luôn. Thì hiện tại đây là phà Bình Khánh. Phà Bình Khánh thì có giá vé là 5.500 cho hai người với một xe máy nha. Đây là dịp mà để cho những bạn sưu tầm 500 đồng có cơ hội để xài đó. Vì do là mình thức dậy trễ cho nên là khoảng 7:45 thì đường Huỳnh Tấn Phát cũng rất là đông. Nếu mọi người có thể đi sớm hơn thì tranh thủ đi sớm, cái đoạn đường đó nó sẽ vắng, chạy ổn hơn nhiều. Với lại đi sớm thì mình tránh được cái việc mà kẹt phà, chờ phà. Còn Quân thì Quân đi hơi trễ một chút thôi, chứ không có phải là trễ quá trễ, cho nên là phà cũng ok, không kẹt lâu lắm, cũng không phải đứng đợi lâu lắm. Đứng đợi tầm 5 phút là Quân đã được lên phà rồi. Theo như bà Google bà chỉ thì vừa xuống phà thì mình cứ đi thẳng thôi. Đây là con đường mà bắt đầu vô đường rừng sát Cần Giờ nè. Đường đi khá là vắng, khá là êm luôn nha. Nhưng mà mọi người chú ý không bắn tốc độ nha, chạy chỉ dưới 60 km/h thôi và cũng không được lấn lên nữa, tại vì ở đây núp lùm hơi bị nhiều. Cũng may trộm vía lúc đi trời không có một miếng mây đen nào hết, mà cũng không có một miếng nắng nào hết, trời rất là đẹp, rất là mát. Rừng cây hai bên rất là trong lành mà không có một chiếc xe tải nào chạy ngang qua hết. Trong khi đó nếu như mình đi đường phà cát lái hoặc đường quốc lộ á, thì rất là nhiều xe tải, hoặc là đường ổ voi, ổ chó, ổ gà rất là nhiều luôn á. Chưa kể là rất là đau tim mà khi mà phải sợ bị gai đâm, đinh đâm này nọ các kiểu. Còn đường này thì trơn láng luôn, bằng phẳng luôn, không gai, không đinh gì hết. Thật sự thì hôm nay mình đi với cái lớp xe của mình đó, nó mòn, mà nó mòn như cái lưỡi lam luôn á. Mình chạy thì mình rất là sợ, nhưng mà cuối cùng cũng ok. Đường đi êm dịu, tươi mát luôn, không có một chút gì gọi là ổ gà, ổ voi hết á. Những bạn nữ mà tay lái yếu cũng có thể là đi đường này được luôn. Còn đây là tụi mình hai người, hai đứa con gái chạy xe, chạy chiếc quay bình thường thôi, mà đi đường này chạy phà phà khỏe re luôn á. Tới đoạn này thì đường nó đang tráng nhựa lại á, cho nên là có một số đá mi. Nên mọi người có đi thì nhớ cẩn thận đoạn này một chút nha. Còn bây giờ thì lên ga thôi mọi người ơi. Tới đây thì mọi người nhớ rẽ qua đường Rạch Thới, chứ đừng đi thẳng ra Duyên Hải nha. Ra Duyên Hải là mình ra biển Cần Giờ luôn rồi. Yeah, còn một chút xíu nữa thôi là tới phà biển rồi. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình đi thôi, cho nên là mình cũng chưa có nắm được cái giờ phà chạy nữa. Đây, tới rồi nè, để mình xem thử coi có lịch phà chạy không nha. Đây là lịch phà chạy nha, mọi người lưu lại để tham khảo nha. Mình canh giờ đi cho đúng để không phải đợi phà. Cũng may là mình tới đây thì chỉ đợi khoảng 20 phút thôi là phà chạy rồi. Còn bên này là bảng giá vé, mọi người tham khảo nha. Mình đi một xe máy với hai người thì giá sẽ là 190.000, cộng thêm cái phà Bình Khánh 5.500 nên là 195.500 tiền phà nha. Mua vé xong rồi thì mình cứ chạy thẳng vô rồi lên phà, ngồi đợi phà chạy thôi, chứ không có phải ngồi đợi ở dưới nữa. Được lên hẳn phà đợi luôn nha. Buôn đi ngày thứ 6 thì cũng còn hơi vắng, chứ nếu như thứ bảy chủ nhật thì chắc là đông lắm luôn.
Mà cái bến phà nó rộng ghê luôn á. Vừa tới phà là cái trời nó âm u liền. Trời ơi, tôi mong cho đừng có mưa giùm một cái đi. Đi chơi mà mưa thấy nó sao nó mệt mỏi quá trời mệt. À, cái phà này á chỉ tầm 30 phút thôi là tới Vũng Tàu. Thì như ban đầu Quân có nói á, là Quân xuất phát lúc 7:45, đến lúc phà chạy thì sẽ là 10 giờ đúng. Sau đó 10:30 sẽ cập bến ở Vũng Tàu. Chính xác là vừa cập bến là tới Vũng Tàu liền luôn. Do là lúc sáng cái đường Huỳnh Tấn Phát nó hơi đông á, cho nên là mình cũng chạy cà kê dê ngỗng đồ này nọ các kiểu, hơi chậm chút xíu. Với lại cái lốp xe nó mòn quá, cũng không có dám chạy nhanh. Mà thí dụ muốn chạy nhanh cũng không được nữa. Vô cái đường rừng sát mà chạy nhanh trên 60 km/h nó hốt hồi nào không hay không biết luôn. Lúc đó là ở rừng chơi với khỉ luôn á, chứ đừng có nói mà đi qua tới Vũng Tàu. Công nhận Việt Nam mình nhiều cảnh đẹp ghê á trời. Mặc dù là trời cũng đang âm u á, mà sao thấy nó vẫn đẹp. Trong lúc chờ đợi phà chạy á, thì tôi đi vòng vòng lượn lờ ở trên phà một chút xíu. Đây là cái tầng trên nha, tầng trên của phà á, có hẳn ghế cho mọi người ngồi luôn. Ở tầng trên có máy lạnh mát lắm. Đây, để tôi đi ra ngoài thử coi nè. Phía bên này đang có người, để vòng qua bên kia thử coi nó như thế nào nha. Phà hiện tại thì rất là vắng, chỉ có một vài người thôi chứ không có đông. Bên này cũng có một cửa đi ra nè. Nhưng mà mọi người cẩn thận nha, khi nào phà chạy thì mình đi vô, chứ mình đừng có đứng ở ngoài, nó nguy hiểm lắm. Bây giờ phà chưa có chạy nên mình tranh thủ ra đây thôi. Chuồng chuồng bay thấp quá trời luôn, chắc hôm nay mưa tầm tã quá. Đây là tầng trên của phà. Hiện tại thì bây giờ mặt nước rất là êm nha, chưa có cái gì gọi là sóng gió hết đó. Ở phía bên này giống như là một cái cảng nhỏ nhỏ vậy nè. Quá trời luôn, quá trời người dân ở trên thuyền luôn. Người ta còn nhảy xuống tắm nữa đó. Ở tầng trên này không biết là cái gì, nhưng mà trên đó thì khóa rồi, nên là Vương không có lên trên được nữa. Mình dạo một vòng nữa rồi mình đi xuống ha. Phà cũng sắp bắt đầu chạy rồi. Đó, phà chạy từ từ rồi nè. Thôi, phà chạy rồi, để Vương tranh thủ đi vô trong ngồi, chứ đứng ở đây nguy hiểm. Tôi là tôi không có biết bơi rồi đó, không có đứng ở ngoài đây lâu được. Bây giờ nó mới đề ba chạy thôi, để đi vô trước khi nó chạy quá nhanh. Nè, mọi người thấy dữ không? Nó chạy nhanh lắm. Cũng đáng đi ra phía này quay cho mọi người xem chút xíu thôi. Còn ở phía đó là Vũng Tàu đó nha mọi người, mình đang đi qua đó. Đây, ở dưới chỗ ngồi thì mình có số ghế đồ này nọ các kiểu luôn ha. Bàn ăn, cổng sạc USB. Nhưng mà tàu chạy tầm 30 phút rồi, chắc cũng không có đến nỗi ăn uống gì đâu. Sắp tới rồi nè, càng ngày càng gần. Thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời luôn trên cái phà này. Giá vé tuy có hơi mắc nhưng mà đáng. Úi dồi, con tàu bự quá. Nếu như có thể mọi người nên đi phà này nha. Mình thấy khá là ok luôn á. Cực kỳ nhanh, cực kỳ tiết kiệm thời gian. Nếu như mà mình canh được cái giờ mà phà chạy á, thì sẽ rất là nhanh luôn. Mà rất là khỏe nữa, được nghỉ ngơi ở trên phà. Vừa xuống phà là tới Vũng Tàu liền luôn, không có phải mà chạy xe máy tiếp nữa. Bây giờ chỉ có chạy là chạy về khách sạn thôi. Chưa kể là cái đường này mà những bạn mà đi phượt mà kiểu như bằng xe đạp á, rất là thoải mái, rất là khỏe luôn. Khỏe hơn hẳn đi phà cát lái nhiều. Mà con đường rừng sát thì nó rất là mát nữa. Mọi người trải nghiệm thử nha. Còn bây giờ thì buông xuống phà đi qua Vũng Tàu đây. We'll be right back.
công nhận một điều là dạo gần đây Vũng Tàu rất là sạch sẽ luôn. Nhớ là cái lần đầu tiên mà hai tụi mình đi bằng xe máy ra Vũng Tàu, cái lúc đó thật sự luôn á, hai đứa mình bị chạm dây thần kinh hay sao á. Cái thời đó là vẫn còn chạy con Dream nha, tự nhiên khùng khùng điên điên sao á, chạy vòng vòng. Cái tôi mới hỏi bạn tôi là không biết đường ra Vũng Tàu đi đường nào ra, đó giờ chưa có đi Vũng Tàu bằng xe máy. Rồi ha, bạn tôi chỉ đi thẳng một đường trên hai đứa tưng tưng đi tới Vũng Tàu luôn. Cũng rảnh lắm, ra tới đó nhúng nước biển, ướt hết đồ rồi, xong lên xe chạy về lại Sài Gòn. Về mà tới hả, trời ơi, hai đứa như con tôm luộc. Về ba má nhìn không ra luôn. Chạy ra tới Vũng Tàu không ăn không uống một cái gì hết, ra nhúng nước biển xong rồi đổ xăng chạy về Sài Gòn. Là mọi người biết cái mức độ khùng tới cỡ nào rồi. Rồi cái khoảng thời gian sau hai đứa cũng xách xe đi nữa, cũng y chang vậy á, nhưng mà đỡ hơn xíu là ra chụp được vài tấm hình rồi đi về, chứ không có cái kiểu mà đi cà tơn bất chợt như vậy nữa. Bây giờ cũng gần tới khách sạn của tụi mình rồi nè. À đây, quẹo qua Bella Vũng Tàu Hotel. Thì khách sạn này là tụi mình đã đặt trước ở trên Traveloka rồi nha. Giá hai đêm tổng cộng là 1.131.000. Bây giờ thì mình đang làm thủ tục check-in. Có một chút xíu trục trặc nhỏ là cái phòng tụi mình đặt ở trên Traveloka là bây giờ full rồi, không có phòng trống, cho nên là khách sạn sẽ chuyển mình qua cái phòng VIP, nhưng mà vẫn không bù tiền phòng nha. Với lại là tụi mình check in sớm theo đúng luật là sẽ phụ thu, nhưng mà ngày trả phòng mình sẽ trả phòng sớm, cho nên là khách sạn Du Di không tính thêm phụ thu nha, được điểm cộng ở chỗ đó. Ta-da, còn đây là phòng của tụi mình nè. Phòng đơn giản nhỏ thôi, tụi mình không thích ở phòng lớn nó bị loãng á, hơi sợ. Miễn sao đầy đủ tiện nghi là được rồi. Ở đây nước suối free á, thì là nước suối number one, còn nước suối tính tiền á, là sẽ là Aquavina trong tủ lạnh. Đây, còn bên này là ngăn đựng giày dép. Để xem thử xung quanh coi còn gì nữa không nè. À, cái này là cái quầy mini bar, chỉ có 4 chai nước suối thôi, trong này là tính tiền nha mọi người. Để xem cái bàn này có gì không. Cái ngăn tủ, không có gì hết. Đó, cái phòng nhỏ xíu, cái giường bé xinh. Còn đây là nhà vệ sinh với là phòng tắm. À, ở đây có cái vòi, trời mưa nữa nè. Này, bên này thì có bông ngoáy lỗ tai nữa. Cái này được nè, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, ít khi nào dùng tới, hình như là cũng không dùng. Máy sấy tóc. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài nè. Đó, cái giường như đây là đủ hai đứa nằm rồi. Bên này thì là remote, điện thoại, vậy thôi, không có gì hết. Nhưng mà phòng này ổ điện hơi ít, hai đứa mà chỉ có hai cái ổ điện, trong khi đó mình sạc quá trời đồ. Đây có view ban công nữa nha. Ban công ở dưới là cái đường mà ăn uống buổi tối. Cái đường này là đường Phan Văn Trị, cho nên là buổi tối nó rất là đông khách qua lại ăn uống luôn. Hơi cao nha, nhìn xuống hơi sợ xíu nha. Hello bên kia. Kiểu như ban công mà chia làm hai á, cho nên là nhìn qua là thấy bên kia luôn. Thôi bây giờ mình quay trở vô, chuẩn bị đi tắm thay đồ, sau đó thì đi kiếm cái gì ăn cái đã. Đói quá rồi, sáng giờ vẫn chưa ăn gì hết á. Với lại chắc mình sẽ ghé Circle K để mình mua một vài thứ linh tinh nữa. A few moments later. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì tụi tôi đi kiếm đồ ăn. Mặn giờ chưa biết ăn gì nữa nè. Lúc đầu định là ăn bánh canh chả cá, nhưng mà quẹo vô hẻm đó thì không có thấy bán, cho nên là phải đi tìm món ăn khác. Quyết định một hồi đi ăn hủ tiếu mực. Quán hủ tiếu mực này thì nằm ở trên đường Hoàng Hoa Thám số 113, kế bên là có quán trà sữa Gông Cha đó nha mọi người. Mình gọi hai tô hủ tiếu mực với lại một chai nước, do là đi đường thiếu đường cho nên là phải uống nước ngọt. Đây là menu của quán nha, mọi người tham khảo thử. Quán này thì Vinh ăn một lần rồi, cũng khá là ngon chứ không phải dở đâu nha mọi người. Đây, cái tô hủ tiếu của tôi đây,
Mà sao hôm nay cái tô nó nhiều quá, hủ tiếu nó nhiều quá. Bình thường dạo này ăn ít hơn, mà giờ cho nhiều quá, nhưng mà chắc ăn hết, tại vì sáng giờ chưa ăn cái giống gì trong bụng hết đó. Chỉ có mực với lại trứng thôi, mà trứng hình như là trứng cút chứ không phải là trứng gà nha mọi người. Hủ tiếu ở đây thì cái nước nó ngọt lắm, ăn rất là ngon. Mực nó thì cũng tươi nữa. Sau khi ăn xong thì tôi đã tìm thấy cái Circle K để vô mua đồ ăn lặt vặt, mua nước với lại mua thêm dầu gội, sữa tắm đồ này nọ các kiểu. Xui quá mọi người ơi, trời mưa rồi, mưa tầm tã luôn á. Vừa đi ăn xong đi mua đồ xong là về khách sạn là mưa luôn. Bởi lúc trên phà chuồn chuồn nó bay quá trời bay mà trời âm u. Đợi tạnh mưa. Thật sự là mưa cũng chưa có tạnh hẳn đâu, nó vẫn còn lâm râm lất rất dài hột á. Nhưng mà tụi mình vẫn quyết định đi, đi lên núi lớn, tham quan núi lớn với lại đi kiếm cái gì đó ăn thử coi sao nha. Thì ở trên cái núi lớn là nó có cái cáp treo hồ mây á mọi người. À, ở bên núi lớn cũng có bán trứng gà lòng đào với lại dưa u nữa nha. Mà Vương nghe nói là cái trứng gà lòng đào ở bên này á, nó ngon hơn ở bên Cô Tiên nhiều. Bên Cô Tiên là bên Ngọn Hải Đăng á. Nhưng mà ngày mai Vương sẽ ăn chứ hôm nay Vương không ăn, tại vì hôm nay ăn món khác. Vương để ý nha, người dân ở Vũng Tàu á, rất là thích tập thể dục luôn á. Xiên ghế trời trời, đi bộ, chạy bộ lên núi lớn nè. Rất là nhiều người luôn, nãy giờ Vương đi mà Vương thấy quá trời người đi tập thể dục luôn á. Chả bộ với hai con mập ngồi trên xe lười chải thay, toàn là ăn với ăn không, ngủ thì ngủ dậy trễ nữa, lúc nào cũng đi trễ dậy trễ hết trơn á. Cái đoạn này là gần tới Hồ Mây rồi nè, mình đi lên thêm nữa thì sẽ tới Hồ Mây nha. Đó thấy không mọi người, thấy không, toàn là đi bộ lên núi để tập thể dục, không có đi bộ lên rồi đi bộ xuống, người nào khỏe thì chạy bộ luôn á. Lên cái đoạn này thì có rất là nhiều cái cô tay áo nha mọi người, nên là chạy từ từ thôi, gặp trời đang mưa nữa, lúc mà quẹo cua mình không có dám chạy nhanh luôn á. Bạn nào mà muốn đi đèo Hải Vân ở Đà Nẵng á, thì mình nên đi núi lớn trước, tập làm quen dần với lại các góc cua tay áo á, cua chỏ đó, cho bớt lạ lẫm chút xíu rồi ra đèo Hải Vân nha. Mà nói vậy thôi chứ đèo Hải Vân nó cũng còn đỡ hơn mấy cái đèo ở ngoài Bắc. Thôi bây giờ thì mình đi lên thử nha, coi trên đó thử coi có gì không nha. Nè, tôi đang bẻ cua nè, đó, coi cái cua rồi. Không có quay rõ cái góc cua cho mọi người nhìn chứ cái cua nó ghê gớm lắm. Mà nó dốc nữa. Mình tiếp tục đi thử nha. Đi xuống thôi, tại vì trời đang bắt đầu mưa lớn lên rồi. Chạy xuống cũng là một vấn đề đó. Mưa kiểu này không biết có đi ăn trưa được không nữa, đi ăn chiều chứ phải ăn trưa nữa. Tại vì bây giờ là gần 3 giờ mấy rồi. Hy vọng là trời không có mưa để mình còn đi ăn nữa chứ đói nữa rồi. Đói, trời mưa nó mau đói lắm. Phía đó là trời đang âm u, mây đen kéo về luôn đó. Gió lồng lộn, mọi người thấy không? Đó, tôi ráng đứng lại tôi quay cho mọi người xem á. À, lúc nãy mà mình đi lên á, mình thấy có một cái đoạn đường á, cây phượng nó mọc tủa ra rất là đẹp luôn. Ở Vũng Tàu công nhận là trồng nhiều cây phượng ghê á, mình đi đâu cũng thấy cây phượng đó, hoa phượng mùa hè nở đỏ rực luôn á. Để tôi chạy xuống cái đoạn đó, tôi quay phim chụp hình cho mọi người xem thử nha. Tôi thấy là cái đường cong này chỗ đó nó đẹp lắm, đẹp tuyệt vời luôn, mà hy vọng là trời không mưa để tôi đi hết đi rồi hãy mưa.
Để tôi về tới nhà mưa cũng được nữa. Giờ cho tôi chụp hình xíu đi. Đây đây gần tới rồi nè. Đó đó đó, mọi người thấy cái đỏ đỏ đó đỏ không? Trời đang ngớt mưa, em giờ đã tê lòng nhà chưa? Sau bao nhiêu nỗi buồn về chuyện đôi lứa, người ta đã quên, sao giờ em vẫn chưa thể quên? Tình yêu sao lại tan nhẫn như này? Kỷ niệm xưa giờ là những thước phim dư thừa, em tua đi tua lại để làm chi nữa? Sao phát thương một người nay đã hết thương mình, sao em không một lần tự thương lấy em? Sau khi quay phim chụp hình đã đời xong thì tụi mình đi xuống núi kiếm ăn thôi. Chiều nay món ăn quyết định sẽ là bánh căn Phan Rang. Đi xuống núi nè. Đây là quán bánh căn cô Bảy nằm ở số 12B đường Lương Văn Can. Mình gọi bánh căn trứng mực với lại bánh căn trứng cút lòng đào. Đó là một phần bánh xèo giá, ly nước mía với lại ly trà tắc. Giá ở đây cũng khá là ok, không có mắc nha mọi người, rất là rẻ luôn á. Đây là cái phần bánh xèo giá nè, còn đây là bánh căn trứng mực. Ngon ghê, trời hấp dẫn quá trời luôn. Bánh căn trứng cút lòng đào. Cuối cùng thì tụi mình quyết định là mặc áo mưa đi ăn lẩu. Đây là quán lẩu 100.000 nha mọi người. Nằm ở số 151 đường Hoàng Hoa Thám. Có cái hẻm nhỏ mọi người quẹo vô nha, chứ không phải ngoài mặt tiền đâu. Tụi mình gọi cái lẩu cá thác lát nấu măng chua với lại phần cá viên, hai chai nước nữa. Nhưng mà khi mọi người không ăn cá viên nha, thì tại vì cá viên nó không được ngon cho lắm á. Chứ còn cái nước lẩu và lại cá thác lát thì ngon xuất sắc luôn nha. Mọi người nên ghé đây ăn thử nha. Sau khi ăn xong thì tụi mình dầm mưa trở về khách sạn, kết thúc một ngày đầy giông bão. Buổi tối muốn đi dạo biển mà cũng không được nữa, mưa ngập luôn á. Cho nên là mình cũng kết thúc video ở đây thôi. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai nha, ở video tiếp theo nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này nha. Đừng quên like, share và subscribe cho Moon nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.